bất chí ớt chá khlang mẹn tên đài lục mà nật bích rõ bàn tới chuộp nâng tùl thvai bà phí khổ chăn mà ní bẹp bọn tên nâng sử thi rô bọc luôn chong có sang tí giật thàn xâm rạp thư bí thi xong bè hai nâng nông nô bà ông có bàn xâm nét xâm nál nâng đol ca anh nhát ở lục mà nật bích rõ ta bí thi xong bè miên bà vọt giang đôi mà đạch bí thi xong bè miên bà vọt đang cầm nát dương vai dư nà mạc hời hãy trở bàn bà bật lãng xâm rạp xâm đạch xâm đạch rứt có con mình trái chuẩn cấp bố nơi khăn ông bà rì chì nà chạc khám ai vì thế này các mình lãng nơi khăn ông xâm mây sát sá nà hèn đú nâng bà bật sát sá nà đại chì sát sá nà miên ở tư bố khăn nơi khăn ông bà tì khám ai nâng trở bàn bà bật chìa bà bây ní đô cấp bông bố mộc đo sọp thang này vì thế xong bà ní có trở bàn áp bì vọt chìa bàn tò nơi khăn ông bèl bà chìa chuẩn khám ai từ tuổi dọc bà bây nì ảnh đía châu mất nâng cung phong ta xâm rộp khuôn từ tam bà rịt bát nơi xâm cúng nâng vật bà thuộc mai bọn bốn đi khuy chìa sẽ cảm ơn phía bà bà lục mình đất bích rõ đại bàn từ chú bà bì khẩu chan mình ý nơi khăn ông vọt chan tiệp bà chú tà nà ràm hà vô tà sốt hai lùm đất có bàn khăn nạc khăn anh dọc cung rú tì thàn nơi bị thi sông bè tràn cả lại nè chỉ biết say dọc một nơi tam put mình đồn dọc từ ao bờ ông từ từng tu sơn á thà ta bờ ông qua bờ tây nương bình chất giang ná nơi con ông ra chân à bát giang đôi mặt đất cùng phong thái cho chết nương bị phía xa khné và thà ta trời thua giang mây đi tăng đi than hơi nơi con ông nuốt tiết bờ tam ca bình chất vì lục mình đất bình rõ giang chỉ ba mà hỏi thà bà ông mình trâm tay anh nhát ai lục mình đất nâng bông phôn trên nhạc miền sử thi trả thả có sang tí giật thàn xâm rạp vì thi xong bà bà nọt tì cứ thay em tiền bà cô sử thi ai có sang bà phút tù rụp mùi bà ông bà đặt nơi khăn ông tì vọt à rám nơi vọt chàn tiệp bà chốt tàn à rám hà vọt tà xuất hai bông phôn nơi bình ích chong đăng nâng chung ngol tì thả ta rút nâng ra chân à bọt bạn ai đừng chênh chì rút riêng chìa vầy đài bà tam bò ra miên chìa bà thòm máu mình toàn chìa phá lưu ca bằng màn tế bằng thái bằng phốn ai tu sân à rút đi bà xa tế bà rút ní xa át ai chìa ti chìa thật là nơi chung vinh này ti thiên ní bà tam rút ní cứ xa át bằng phốn á xa át ai nâng không nụ xa tiết lột mình đặt bệnh xa gọt bàn bằng hợp bộ rộng miên chìa phá lạc ca máu chùn mặc đo bóng phôn bộ tổ bộ sát trên nền nữ chùn tiếng ọc nơi tu tiên bà tích của đôi chìa bóng phôn nơi nơi xa mất lúc ọt bật sử thị khăn ông ca tự tu chạy tộ bạch cháy co sang chìa ruộm thị vì bố ấy nơi khăn ông vô tà xuất bóng phôn đang hái xâm lăng thông thông chìa chán bàn miên mà chắc trên nạc co sang rồi ọt thở hời bạn miền ai đâm lục trầm tiêu ốc nhà lục xây bạn đôi chìa bà vì hìa chẳng miền bóng ôn lục ốc nhà ai đâm chìa nẹ miền giật thiết chết ra là một món cố sang mùi dân tử xa ra tất mùi dân tử bạn là bóng mùi dân tử bạn chẳng miền mà chả không cả cố sang hay đôi lục trầm tiêu mà đất xuyên chân hết ốc nhà xuyên chân hết có từ cố sang spiên có từ cố sang có cục thuộc ô hai tầng ô lại tụi bây thầy dương miên lưới có ảnh bà cất thà chọn tụi cô sang ở vầy mùi ở đạch mục bàn đài đại xa xâm nóng chị trả nơi con ông vọt sợ tật sốt ní được chụp bông bông trong bàn tàu hay được chụp chẳng cứ rít cố kia tam là dạ ca mi sử thiê rồi bỏ ai lắm lục chùm tiêu lục sấy nên nên cả nhà cả lò mà nè phần tai nơi chỗ là về rừng mua để cua ở ngọc ngay từ can crom can nghe rồi bỏ lục mình đặt bịch ra cứ còn tại quạt đã sầm nào từ can và ăn phím và ăn từ tua dớt hay ăn đăng thà ta treo co sang ở vây nơi không vật sự thì đại sa như chào phần này cái lấy từ cúp đi cái lấy từ ó trời bàn khi cô sang rồi ở thứ hai bạn rồi ở thứ hai hơi xuất tên miên mà chả trên nè cô sang trên mục đạch mục tiệt xem trong mình chạy nơi tình ít trang thả xâm rạp lộ một đất bích rõ tiện tương tình nâng ca thư tí thàn srong prea có đôi chìa bút tử rụp môi bà ông đồ thông nâng quạt ọt
đặt mục thì bọn phụ nữ bà sân chị bọn phụ nữ lục miên sự thi chặt lại chọn chỗ rùm bàn được kia bà chỗ rùm bàn được kia hay miên chmu miên chấm lạ ấy nữ tì sự thà nút sạp tại mà đồng bà chạy bà mán bà tam ca bình chạy bà quát có quát tù lại vì bố ấy quát dù thà ca thư bốn ít quát ập chọn đặt mục thì mình mên thà ấy thấy quát chọn vậy thà chọn hỏi bọn phụ nữ bàn bọn chỗ rùm bọn đài chẳng chỗ màu tam là dạ đôi chìa miên công ABA được có công ấy chẳng là tạm nít chôm nâng xong cả nhạt bị quát hái đã công bỏ quát được công lưu sử thoa nà muối xâm lạp tật tuốt và cháy có sang rùm khí nền bà sân chỉ bóng phốn lục miên sử thịa nâng chạp ở rõm từ lưu ca có sang xâm mật phát nây tí sử thán có đôi chìa bà bụt bạc tế má khả lại bị thi sông bè bóng phốn tiện tương tư nâng bị thi sông bè trong bàn nì dây ông bì bà vọt môn nì bằng tách bằng tay lớp trong trang bình chạy bị an tâm này chỉ rùa muối vì thi sông bè ní bờ dương kết tới sầm mạnh tại bờ dương vô lộn bì khlâm xa này bị thi nít trong kết thà ổ chà bông bồn ổ chà khả lăng trong thà giang mách trong thà vì thi sông bè cứ chia cả lại đại dương dược bục cô nà muối chỉ tì xa cả rạ bạc chỉ nẹ miên côn nô bà cả rạ mà lùa dương đôi chìa lúc ở bụng nè mặt đài là bỏ dương vì trôi chân nam dương mưu tật quạt bạn đã còn cuối dương đọc ai chung quạt liêng chạ liêng chương liêng đài quạt cọ sọ xâm át luôn do cả áo thơ mây chạm ở xe lịa quạt con trao chung khní hay mặt đài ở bụng từ lọc tới bài bơ sọp xa thủ ca chung từ đó ai từ đó con trao miên sẽ đây xua đây rộng xì miên bàn chẳng bông bông bình tích bờ dương mưa mà vào tới cứ tha chỉ vì thi muối chìm ra nơi ở vây để dương thọ bàn thưa khó đại chết tận na cái đây chết tận na cái đây mặc lơ luộc nè miền quân dương á chân luộc à hào sĩ cam ở tiền nừng chân dương ban bồng pin bồng của sắt thực chất là bò luộc nè miền quân đại chân chầm dương máu quát anu kru mê ta mình dược tục bảy tí nơi rồi chân nói khắc khát tiếng lại na để cả láng tiếng chết tận na khla nâng mình chết tận na khla hãy tạ tương tư nâng vị thi ni tiết ni xâm rạp cổ xa xâm rạp nâng không ti vọt ả rám rõl vị thi sát sá thông thông miên đôi chì phụ bánh chồi chân năm ở lúc ta anh ta thư vị thi sông bè đã bốt rụng một bà ong chẳng tư ấy cũng rõ miên vọt nà miên ti sát thàn xâm rạp vị thi sông bè nà cho anh ta đã ta chạp mùi chẳng tư ta có kre mùi lược bà bốt bạc đề mà một bà ong hay miền tật miền ấy chẳng tới xem đẹp mù liêng bẹ chẳng ấy nè anh ấy giải tha vị thi sông bẹ đài bẹ cứ chia arahan bậc cô rồi coi chia bẹ samma samput đại dương cột nước cột rốt bồi chia bạn chẳng dương từ sông bẹ làm bấy từ tuổi bạn bồn của sáu chia cài máu dương miền sầm bồn sát rập phù rập phăng bạn mình miền cam pia về địa tràn đại dương bạn chìm bẹ liêng á nít tam bảo vệ ní bộc bộ bản thư của lòng máu là bậc này dương bà dương nghĩa tư can cru sa ni mơn sọc một mình trầy có đôi khí đại bóng bổ ná bà lúc thư đôi bà chư bà rọt tầng ơ nơi khăn ông bà rì chư vông sa nử vông có bà ơn lục bàn trong thư chun bà miệt đa chun bà bày đa bà rì chư vông sa nử vông tầng ơ nơi khăn ông bì thi sẵn bà hình đại tài mà đoàn bóng bổ mang khơi hải cho mình men chế tài này dạy thì hay mình trai tôi thôm và có lúc trong bàn thờ đại ao ta vì thi chơi chén em được gặp chung bàn lục thờ hài bạn ấy xong ca cả mà tốt vì lục là miền quần màu vì thi ni là o vì thi ni là o na thưa ở dương chấm ra chất ở sàn phô lập phong hãy cài bị dương ngủ tật lục ở phong nằm ai được có propot bạn để ma được có cả lại na để dân bản thì chùa rùm bộc bộ dương có đôi chia chặt bớt thì chặt lòng phúng á mình ấy nâng quạt tai để thưa đài mình quạt thưa vị thi nâng đài quạt dọc chặt chặt mà mút tật mút ấy chẳng tới chúng ta quạt đã tật cọ tiệt ở thì chia khai chùa cho nắm được cái đài vỗ hay quạt miên tinh được cối tinh nôm ấp mi da ấp mi da ở quạt bát xa hay chà nó không phun mà mình trầm vào mũi nè những mình gọi thừa ru tam phun khá hay bay chà màu ôi rum phơ ba bông bông anh bằng hai nhầm pi sa mà kỳ phiệp bờ biển dương chỉ du chuyến cầm bông miền cầm lắng rợp lùi bán nhưng chạy đùm lê chả vay để
chia để dương miến chun tới cha cha bố cha cha cột khliên nè bông phong khliên nè bà con cháu chất bàn khlam ấy thì bà con cháu khla chất sợ bán cứ cột khliên chẳng dương bàn chạy rùm lệ tiền phong dương bàn tật tù nơi sự cạo rùm bì luộc phong thưa ai xã cùng dương bà tì dương sạch nà rùm dương miên ca rì châm ràn chưa bằng tò bằng tòp tò tà tiệt ព្រះមេត្តាទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីស្នេហានិងជាទីមេត្រីចឹងខ្ញុំបានមិនបញ្ជាក់ជូនឲ្យបានច្រើនជាងនេះបន្តទៀតទេគ្រាន់តែព័ត៌មានជាផ្លូវការបានចេញមកហើយថាលោកមលិតពេជ្រស្រស់ទទួលបានការអនុញ្ញាតពីព្រះភិក្ខុចានមនីព្រះអង្គបានអនុញ្ញាតឲ្យកសាងទីស្ថានធ្វើពិធីស្រង់ព្រះហើយនិងប្រពុតបដិមាធំមួយព្រះអង្គ ដាក់តាំងតម្កល់ទុកជាទីសក្ការៈបូជាសម្រាប់ជំនាញជនដែលអញ្ជើញទៅកាន់វត្តសតនេះផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់រឿងមួយដែលខ្ញុំចង់មកនិយាយជូនបងប្អូននៅពេលនេះបើសិនជាមានព័ត៌មានផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលយ៉ាងណាសូមបងប្អូនតាមដាននៅក្នុងเพจ ប្រកមេអេឌីធីវីក៏ដូចជាឆានែល YouTube MC ប្រកមេព័ត៌មាននឹងវិវត្តទៅយ៉ាងដូចម្ដេចត្រូវការកែប្រែរូបទីស្ថានពិធីស្រង់ព្រះនឹងឬក៏ពុទ្ធបដិមាយ៉ាងម៉េចហើយលោកមន្តិនពេជ្រស្រស់នឹងទទួលការអនុញ្ញាតការទទួលបច្ច័យពីបងប្អូនដែលមានសទ្ធាជាមួយគាត់យ៉ាងម៉េចចឹងខ្ញុំនឹងអាប់ដេតព័ត៌មាននេះជូនបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់បងប្អូនខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនត្រុសត្រុសមួយទៀត ຕົກສໍາລັບຊີສິດໃດຈະຖ້າຫຼາຍຫນ່ວຍສໍາລັບບ່ອງບ່ອນເຈິງສໍາລັບວັດຕະສົດນີ້ປະມານថ្ងៃມຸນຂ້ອຍບານເຕີຢູ່ຫນ່ວຍລູກມະນິດເປັດສະຫຼາຍບາດເຕີຢູ່ຫນ່ວຍມະດາຍກອດກົມກາງງານບໍ່ກອດຄະຕຶນຶງບໍານອງຂອງຂ້ອຍຍັງຈອງເຕີສະກອລຖ້າຕາວັດຕະສົດມາດອນລະຢ່າງໝັດປີມຸນຂ້ອຍເຕີມາດອງຊ្នាំເຕີບ່ອງບ່ອນສຸດຕະປຣີ ហើយមានអ្នកបាត់ដៃបាត់ជើងតាមព្រៃតាមអីចឹងណាអីឡូវនេះអត់ដើមឈើនៅដដែលតែអ្វីដែលអស្ចារ្យរត់ស្លាប់ឈើជ្រុះមកតងនឹងដីអត់មានគេបោះស្អាតផ្សារបងប្អូនអើយហើយទៅតិចតិចជុំបាទខ្ញុំមិនបានទាញផ្ទាំងទស្សនវិភាពនេះយកមកបង្ហាញជូនទេខ្ញុំទាញតែកិច្ចពិភាក្សារបស់លោកមនិតពេជ្រស្រស់ជាមួយនឹងព្រះភិក្ខុចានមនី ជាទីជ្រះថ្លាខ្លាំងមែនតែនបងប្អូនហើយមានអូមួយថាអូចម្លងកគាត់ជុំវិញកោះគុកធ្លើកកូនធ្លើកហ្នឹងបច្ចៈលហឹមហើយមានត្រីវាហែលឆ្វែឆ្វាច់ហើយព្រះអង្គលោកធ្វើស្ពានប្រប្រះប្រប្រះទឹកឲ្យបងប្អូនដើរទៅដាក់ចំណីត្រីហ្នឹងបាទទោះមិនបានជួបព្រះអង្គចូលទៅក្នុងវត្តហ្នឹងដូចជាជាក់ទៅជុំមួយម៉េចជាក់ទៅជុំហ្នឹងបងប្អូនហើយសមិទ្ធផល កសាងបើយើងគិតទៅដូចជាមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំធ្វើបានច្រើនបងប្អូនទាំងព្រះវិហារទាំងអីអីអ្វីដែលជាការសន្យារបស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីបានប្រកាសការពីពេលថ្មីថ្មីមកថាគាត់នឹងកសាងនេះកសាងនោះលើកសាងទាំងអស់បាទកសាងទាំងអស់អត់មានទុកកន្លែងណាមួយសំបីតានៅកោះដើមធ្លោកនោះ លោកជំទាវមិនដិតសៀងចាន់ហេងលោកញ៉ាសៀងចាន់ហេងគាត់ធ្វើស្ពានគាត់រៀបជើងតាក់រៀបយ៉ាងហ្នឹងអាចជំរៀលកុំឲ្យបាក់ដីបងប្អូនហ្នឹងគាត់រៀបអាហ្នឹងទៀតបាទចម្លាក់នៅលើស្ពាននឹងទៀតហើយមានរហាត់ទឹកមានអីស្អីហើយតាជាឲ្យជើងកំពុងឲ្យធូរឆេចឆាបឆេចឆាបពេញតវត្តអ្នកខ្លះធ្វើពហិវិហិទៅអ្នកខ្លះធ្វើអីអីទៅអូហើយបងប្អូនមកលេងចេះតែមកលេងចឹងមក ក្នុងមួយថ្ងៃអត់ក្រុមដល់20លានទេបងប្អូនអានេះបើខ្ញុំស្មានស្មានណាមិនមែនសម្រាប់ពិធីបុណ្យណានឹងហើយទៅអញ្ចឹងទៅគាត់មានបច្ច័យគាត់ដាក់ការហាត់បូជាទៅបើអត់ក៏អត់ទៅទៅថតលេងជាអនុស្សាវរីយ៍ហើយខ្ញុំសួរទៅបងមកពីណាបាត់បងពងឆ្នាំងកំពុងធំតឹងតែងចេះអីចឹងទៅហើយខ្ញុំថាបងមកហ្នឹងមកគោដៅមកវត្តសុទ្ធមករឺមិនថាអត់ទេលោកប្អូន ខ្ញុំទៅលេងគិរីរមអីចឹងណាប៉ុន្តែឆ្លៀតពេលមកចំនួនចូលមកលេងវត្តសុទ្ធទំនងដែរបងប្អូនគាត់ឆ្លៀតមិនមែនគោដៅរបស់គាត់មកវត្តសុទ្ធទាំងមូលហ្មងពីព្រោះអីមែនពិធីបុណ្យណាអាប់ទីយើងថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យអីចឹងគាត់ដើរលេងហើយគាត់ឆ្លៀតចូលមកឲ្យសុំទឹកសុំអីចឹង
អ្នកខ្លះគេមានការរិះគន់ថាជាអំពើឆោតល្ងង់មួយដែលយើងយកបច្ច័យយកអីចំណាយថវិកាអីខ្ជាខ្ជាយតើពិតគ្មានចំណាយស្អីទេបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំនិយាយទឹកខ្ញុំអត់បានយករូបថតមកឲ្យបងប្អូនមើលទឹកមួយនៅក្នុងវត្តអាស្រមតាសួងគេដាំ24ម៉ោងហើយដាំឲ្យចាក់ទុកនៅឆ្នាំងអញ្ចឹងទៅបងប្អូនណាចង់សង្ឃថាទឹកយើងញ៉ាំបានញ៉ាំបានញ៉ាំបានទឹកវាពុះហើយយកមកសុំម្ដបអញ្ចឹងទៅបើយើងចង់ឲ្យលុយទៅអ្នកដាំហ្នឹងក៏បានបើអត់ក៏អត់ទៅគឺអត់ថាអីទេចង់យកប៉ុន្មានក៏បានម្ដបតូចម្ដបធំយកមកប្រោះព្រំក្បាលវាតិចខ្លាំងតិចទៅវាមានកម្លាំងដែរអានេះអ្នកថាយើងឆោតមានស្អីធ្វើឆោតខនអញ្ចឹងហើយទឹកនឹងញ៉ាំបានហើយបើយើងទិញគេម្ដបអូ1000អាមលីតកន្លះ2000អាដបប្រមាណមីលីលីត្រនឹងប្រមាណ1000ហើយចាំបើយើងជូនគាត់ខំដាំខំអី1000ហើយខ្ញុំទិញដូចជាទិញម្ដបកន្លះខ្ញុំជូនគាត់4000ទៅជឿវាអត់មានអីនេះទេបងប្អូនណាអរគុណនេះសម្រាប់ការរិះគន់បងប្អូនមកជ្រុងមួយដែលគាត់មើលមកឃើញខ្លាចយើងបារម្ភខ្លាចយើងអស់បច្ច័យអស់លុយកាក់ច្រើនចំណាយផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែមិនជាចំណាយអីទេបងប្អូនទៅកាន់វត្តសុទ្ធនេះអាស្រ័យនឹងស្រាច់ទៅលើសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះអរគុណប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនឥឡូវនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនត្រឹមប៉ុណ្ណេះសម្រាប់អ្វីដែលជាកិច្ចការពិភាក្សារបស់លោកមនិតពេជ្រស្រស់ជាមួយព្រះអង្គច័ន្ទមនីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកសាងទីស្ថានគោរពបូជាដែលមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងពិធីធំធំពីរគឺភ្ជុំហើយនឹងចូលឆ្នាំបាទគឺពិធីស្រង់ព្រះទីស្ថានសម្រាប់ស្រង់ព្រះហើយនឹងប្រពុទ្ធបដិមាស្អាតណាស់បងប្អូនអញ្ចឹងលោកអាចមានសទ្ធាចូលរួមចាប់មគ្គផលកុសលផលបុណ្យយ៉ាងម៉េចហើយលោកមនិតពេជ្រស្រស់នឹងធ្វើការប្រកាសឲ្យខ្ញុំនឹងទៅជួបលោកមនិតពេជ្រស្រស់ដើម្បីសន្ទនាផ្ទាល់ទៀតយកព័ត៌មាននេះចែកជូនបងប្អូនឲ្យបានទស្សនាគ្រប់គ្នាទាំងអស់ហើយមានរឿងលោកពេជ្រស្រស់ជាមួយនឹងព្រះអង្គមានរឿងសម្ងាត់មួយទៀតបងប្អូនខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូជូននៅពេលក្រោយសម្ងាត់ខ្លាំងឲ្យមិននឹកស្មានដល់ថាលោកមនិតពេជ្រស្រស់គាត់មានបណិស័យនឹងស័យជាមួយព្រះអង្គច័ន្ទនេះយ៉ាងសោះបាទអរគុណបងប្អូនជំរាបលាជូនពរសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទអរគុណអរគុណបងប្អូន